Nào, cùng bàn về cái sướng của đàn ông. Một số người thích nói về cái sướng của đàn ông, nhưng họ có thực sự hiểu về nó. Cái sướng của đàn ông có lẽ khác với hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Chúng ta có thể mường tượng hạnh phúc là khi trồng một cái cây, vất vả chăm nó lớn để một ngày được thấy trái ngọt, được ăn trái ngọt. Đó là trải nghiệm hạnh phúc đã được nói trong bài viết dưới. Vậy còn trải nghiệm cái sướng giống gì? Theo tôi, nó giống như đi săn. Vì là đi săn, nên khoái cảm của nó mạnh mẽ hơn, gấp rút hơn và thường trực hơn trồng trọt. Lúc này, sẽ có người bảo, đi săn có gì mà sướng? Chạy hùng hục đuổi theo một con linh dương giữa trưa nắng có gì mà sướng? Đánh nhau với cá mập hay sư tử để giành mồi có gì mà sướng? Câu hỏi này đã chạm đúng vào cái bản chất đầy nghịch lý của cả sướng lẫn hạnh phúc, những trạng thái tinh thần. Sướng, về bản chất, không khác gì hạnh phúc. Nếu như hạnh phúc thực sự chỉ có được từ hy sinh và lao động kiến tạo giá trị, thì sự sung sướng chỉ được có được sau những gian nan, khổ cực. Thử nghĩ xem, nếu ngày nào cũng là ngày nghỉ thì chúng ta đâu thấy hân hoan khi được nghỉ học, nghỉ làm. Nếu bữa ăn nào cũng là bữa ăn thịnh soạn, ê hề thì chúng ta đâu còn cái thú khi đột xuất được mời ăn tiệc. Chúng ta thấy một món ăn ngon nhất khi thật đói, và thấy giấc ngủ êm nhất khi thật mệt. Phải có những vất vả của buổi đi săn thì mới thấy mừng rơn khi bắt được con mồi và khoan khoái khi cắn miếng thịt quay của nó bên ánh lửa hồng. Đó là bí mật cái sướng của đàn ông. Với cách tiếp cận này, chúng ta xác định được nơi trú ngụ của những cái sướng và cả cách để khuếch đại khoái cảm sung sướng của mình. Dưới đây là những khoảnh khắc của sự sướng mà anh em có thể dễ dàng đạt được. 1. Chơi bóng đá suốt 2 tiếng đồng hồ, mồ hôi ướt đậm cả áo, để rồi được ngồi nghỉ cùng đồng đội, uống vài chai bia lạnh. 2. Làm việc cật lực để mua một chiếc mô tô mình thích. Khi có được rồi, cưỡi nó đi trên cung đường thoáng mát, đẹp nhất thành phố. 3. Xem được bộ phim bom tấn mà mình đã trông chờ cả năm trời, Avengers, Endgame chẳng hạn. 4. Được hôn người con gái mình thích sau nhiều tháng cầm cưa vật vả. 5. Cuối một ngày làm việc mệt mỏi, được trở về chiếc giường ngủ êm ái của mình. 6. Đi cắm trại trong rừng, tự tay bắt cá, bẫy thú, nướng chín và ăn tại chỗ, trong cơn đói. 7. Được đi du lịch nghỉ dưỡng sau một tháng làm việc hết sức mình. 8. Được nhìn toàn cảnh một vùng rộng lớn từ đỉnh núi, đón những đợt gió thổi lồng lộng, sau nhiều tiếng đồng hồ trèo leo cực nhọc. 9. Ôm chậm lấy người yêu ở sân bay, sau nhiều tháng công tác xa. 10. Mang vào chân đôi giày tốt mà mình nhịn ăn nhịn uống cả tháng để mua. Đó là những cái sướng của đàn ông đáng trải nghiệm nhất. Hiểu được điều này là anh em đã trưởng thành rồi đấy.